Hello, vâng, chào cả nhà. Chào chị Xuyến Đào Thị. Ok, đây, vâng, một phút vâng coi mọi người có nghe vâng rõ không. Các bạn nghe vâng được không vậy? Nghe rõ không? Nếu mà rõ bấm giùm vâng chữ rõ giùm vâng nhé. Ok rồi, cảm ơn bạn Hồ Tiến Đạt. Rồi, mình bắt đầu nhé. Cái đề tài này thì có một chị ở Boston yêu cầu Vân nói về đề tài phong xanh. Thì thật ra phong xanh đó, đối với Vân là một cái pháp môn tu ha. Thì hôm nay Vân sẽ nói sâu về cái đề tài phóng sanh. Thì trước hết á, thì Vân xin chào tất cả các anh chị em. Như anh chị em nào mà chưa biết Vân thì Vân tự giới thiệu sơ. Vân tên là Vân Võ, đến từ Tampa, Florida, Mỹ Quốc. Sống ở Mỹ cũng được chắc cũng khoảng cỡ 25-26 năm rồi. Cũng khá là lâu rồi. Cũng ít khi về Việt Nam. Thì nhân duyên đến với Phật pháp cũng là những cái sự tình cờ thôi, chứ không có phải là Vân không phải nói pháp gì hết nha. Vân chỉ có chia sẻ những cái kinh nghiệm nào của mình có. Vân cũng bình thường giống như các anh chị em của mình thôi, là một Phật tử. Và vì trải qua rất là nhiều cái khổ trong cuộc đời của mình, rồi sau đó thì mình tìm đến đạo Phật, và để rồi đạo Phật giúp mình thoát ra những cái cảnh khổ của mình. Thì hôm nay Vân sẽ chia sẻ đi sâu vào là phóng sanh cũng là một trong những cái nó đã giúp mà bản thân của Vân vượt lên chính mình và chuyển được cái nghiệp của mình mấy anh chị. Thì công đức phóng sanh đó sẽ giúp mình tiêu tai giải nạn, kéo dài cái thọ mạng của mình. Giống như mấy anh chị mà nghe cái video, những cái video trước đó, là mấy anh chị biết Vân bị ung thư đúng không? Bị ung thư thận thời kỳ thứ nhì. Cái hình nó tối quá. Và khi mà mình biết mình bị ung thư á, thì actually là bình thường thì Vân Vân cũng đi phóng sanh rất là thường, mấy chị Vân rất là mê phóng sanh không biết tại sao nữa. Thì gia đình tổ chức phóng sanh rất là thường, hình như cũng cả chục năm nay rồi. Vân với mẹ Vân thì tổ chức phóng sanh, mặc dù ở Mỹ nhưng mà mình cũng ở gần biển. Thì mấy chỗ mà người ta bán mồi để đi câu á, mồi câu cá, tôm, cua, cá, rồi nói chung là những cái con mồi á, con giun, những con mồi á để cho người ta câu. Thì tụi Vân Vân mẹ đi mua những con đó để phóng sanh. Thì làm cũng khá là lâu rồi. Mãi cho tới khi mà Vân 3 năm trước Vân bị bệnh á, thì mẹ càng làm nhiều hơn nữa, và Vân với mẹ càng làm nhiều hơn. Thì bây giờ thì cũng giống như là có một cái kia là cái đoàn luôn hả, nhiều Phật tử hưởng ứng rồi. Mỗi tháng đi làm 2 lần, ngày 14, 30 hoặc 29, mỗi mỗi tháng thì đi 2 lần. Và những cái tháng lớn á, giống như là tháng 7 á, tháng 7, tháng giêng thì mình sẽ đi nhiều hơn, đặc biệt là tháng 7. Tháng 7 là cái tháng báo hiếu đó, thì mình sẽ đi nhiều hơn nữa.
Cũng do sau này thì do cũng nhiều người biết thì các Phật tử gần xa đóng góp nhiều hơn thì mẹ với Vân làm nhiều hơn. Còn trước đây thì gia đình làm trong cái khả năng của gia đình thôi. Ok, thì hôm nay là Vân nghe được 10 công đức phóng sanh của Đức Phật á, Vân rất là tâm đắc và hầu như nghe tới đâu nó thấm tới đó và hầu như là mình cảm nhận như mình ở trong đó vậy đó, tại vì mình đã từng trải mấy cái này. Anh chị thì Vân sẽ chia sẻ cho mấy anh chị đi sâu vào 10 cái công đức phóng sanh ha. Thì khi mình phóng sanh thì mình sẽ được lợi lạc gì? Tại vì rất là nhiều người cứ cứ than khổ, cứ nói là khổ quá rồi cứ cứ cầu cầu tùm lum tà la hết. Nhưng mà không làm phước, không bố thí, không phóng sanh mấy chị. Chỉ có cầu thôi, vâng, cho mấy chị biết là không có kết quả đâu. Vì các bạn chỉ có lo cho bản thân của mình không à. Hôm 3 bữa trước à, 3 bữa trước có một chị gọi Vân và nói là gia đình gặp rất là nhiều nạn và khổ lắm. Và một năm nay trì chú rồi tụng kinh rồi cầu nguyện mà tại sao Phật không có chứng gì hết, không có linh gì hết, mà tại sao chị bác sĩ Huệ Trịnh chỉ có 1 tháng thôi mà có được sự mậu nhiệm như vậy. Thì Vân nói vậy, bên cạnh đó chị có phóng sanh không, chị có làm từ thiện không, chị có làm công quả không? Thì hoàn toàn không, thì làm sao mà mình ngồi đó mình cầu, mình tụng cho bể bao nhiêu cái mõ, bao nhiêu cái chuông, cầu cho bể miệng luôn, bể cổ luôn, cũng cũng không có kết quả mấy chị. Vì cái tâm của mình không có trong đó, mình không có thật sự vì chúng sanh mình làm. Thì khi mình vì chúng sanh đó, thì cái kết quả nó rất là cao hơn. Chúng sanh trong đó có mình ở trong đó mấy chị. Đừng có vì cái hủ lậu mà mình cái gì cũng cầu cho mình hết. Tại sao con cầu hoài mà Phật không chứng cho con vậy? 1 năm nay rồi, con cầu cả năm nay rồi mà Phật không chứng cho con. Thì Phật nhớ nha, Phật không có ban ân giáng quả cho bất cứ một ai hết. Và Phật không có phải là con cúng nải chuối hay là con ngồi con tụng kinh rồi Phật khen ngoan quá rồi Phật chứng cho mình được cái này được cái kia. Mấy anh chị mình đừng có vô minh như vậy nha. Và đừng có tin dị đoan như vậy. Phật đạo Phật của mình không phải là đạo dị đoan nha. Ok. Thì cái công đức thứ nhất á là nếu mình phóng sanh đều đặn, công đức phóng sanh ha là con cái này nữa, Vân nghe mà Vân thấy rất là tâm đắc á. Có cần một câu trước khi Vân đi sâu vào ha, có một câu Vân nghe rất là tâm đắc là phóng sanh là phóng Phật, phóng sanh là phóng một vị Phật tương lai mấy chị. Vì Phật nói là chúng sanh là Phật sẽ thành, đúng không? Thì tất cả những chúng sanh mà những anh chị mình đang phóng sanh đó, họ sẽ tiến hóa lên làm người thì họ có cơ hội họ thành Phật mấy anh chị. Cho nên phóng sanh là mình phóng Phật mấy anh chị. Thì công đức mình khủng khiếp không? Chỉ có một câu này thôi là mình cũng cảm nhận được cái công đức mình nó khủng khiếp quá chừng luôn á. Cho nên là vì một câu này thôi mình cũng nên làm phóng sanh đúng không? Huống chi đó là Phật nói là 10 công đức. Công đức thứ nhất á là không có đao binh chiến tranh tàn sát. Mấy anh chị thấy là nếu mình sanh trong cái vùng mà tối ngày cứ ăn rồi chiến tranh, binh đao rồi đạn này kia đó, rất là khổ, khổ lắm. Nhà tan cửa nát, gia đình ly tan là cũng vì chiến tranh. Cho nên là nếu mình cái công đức phóng sanh đó, thứ nhất đó là mình sẽ không có nằm trong cái tình trạng đó nha. Cái thứ nhì đó là sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh. Đây là cái mà rất là nhiều người tâm đắc nè. Và hầu như là mình chỉ đa số là mình chỉ tập trung vào cái thứ hai này mà mình phóng sanh đúng không? Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh. Vẫn nhớ khi mà Vân bệnh đó, khi mà phát hiện mà Vân bị ung thư đó, thì mẹ phóng sanh nhiều lắm, rất là nhiều. Nói chung bản thân của Vân trước khi bệnh cũng đã phóng sanh rất đều đặn, rất là đều đặn. Thì mẹ phóng sanh nữa, phóng sanh rồi sám hối, bắt Vân phải sám hối nhiều hơn và phóng sanh nhiều hơn. Thì thoát hết mấy chị, thoát hết tai qua nạn khỏi, không 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 chết, vẫn ngồi đây với mấy chị, có nghĩa là Vân kết quả phóng sanh rất là tuyệt vời đúng không? Không không có chết. Ok. Mấy chị đã
Ok. Rồi, cái thứ ba đó là tránh được thiên tai, dịch họa, các tai nạn. Thiên tai dịch họa mấy chị biết là cũng có khá là nhiều người bị, giống như người ta bị bệnh dịch mà người ta chết đúng không, hoặc là bị tai nạn xe cộ, tai nạn này tai nạn kia mà người ta chết, thì đó là mình sẽ tránh được cái nạn đó ha. Và kế tiếp là con cháu đông đúc và đời đời nối dõi mình làm những công đức tốt mấy chị. Thứ năm á, là cầu các chỗ, các mong cầu đều được tội nguyện. Những cái cầu của mình, những cái mình muốn á, mình đều được tội nguyện hết, mình đều có thể giúp mình được mấy chị. Và khi mình mong cầu cái điều gì đó mà lợi lạc cho chúng sanh đó thì nó nhanh hơn là cầu cho mình mấy chị. Mấy anh chị có nhiều người người ta nghĩ là ok, nếu mà mình chỉ có thả con cá thôi mà mình hồi hướng cho chúng sanh, cái hồi hướng làm lợi, hồi hướng cho chúng sanh thì hết rồi, đâu có còn tới mình nữa đâu. Thật ra đó là không phải như vậy đâu, nó không phải là làm như vậy mấy chị. Mình khi mình hồi hướng cho chúng sanh thì cái công đức của mình nó còn nhiều hơn nữa. Tinh Vân đi, khi mà Vân làm bất cứ cái gì đó, Vân hay hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Đặc biệt là những chúng sanh còn đang gặp khổ nạn trong hư không pháp giới mấy anh chị. Và hồi hướng như vậy thì có mình trong đó, chứ mình đừng có quá là ích kỷ. Là mình còn có nhiều người thì giống như quý thầy nói là hồi hướng ai cũng hồi hướng, nhưng mà trừ trừ cái ông hàng xóm mà làm khổ mình, hoặc là cái bà hàng xóm làm khổ mình thì không hồi hướng cho người đó. Thật ra đó, cái tâm của mình là người con Phật thì cái tâm của mình phải là cái tâm rộng lượng, cái tâm thương chúng sanh, cái tâm mênh mông bao la mấy anh chị. Thì mình sẽ hồi hướng cho tất cả những chúng sanh gần xa, những chúng sanh đang gặp khổ nạn trong hư không pháp giới, thì gồm có con người, chúng sanh, mấy con vật hư không pháp giới mà, thì gồm tất cả hết mấy anh chị nha. Cho nên mình lợi lạc cao hơn nữa, nhiều hơn nữa, hơn là mình cầu nguyện cho bản thân của mình. Cái thứ sáu, công việc làm ăn phát triển thuận lợi. Nói tới đây á, thì Vân mới nhớ là cái này nó thật sự nó có kết quả mà chị. Trước khi mà Vân biết tu á, là Vân đụng tới cái gì nó cũng hư hết mà anh chị ơi. Vân rất là đam mê kinh doanh nha, rất là đam mê kinh doanh. Nhưng mà mấy anh chị biết, khi mà Vân Vân làm kinh doanh gì nó cũng thất bại hết. Vân đụng tới cái gì nó cũng sụp đổ cái đó. Đến nỗi mà ông xã Vân nói thôi em ở nhà đi, em đừng có làm gì nữa hết á, tại vì làm tới đâu thì em phải lo tới đó, làm tới đâu thì phá của tới đó. Anh xã Vân làm á thì ok, thuận lợi. Còn Vân á, ví dụ như Vân bên ngành nail thì Vân sang cái tiệm nail đang rất là đắt, rất là bận cả chục thợ vậy đó, mà tới tay Vân. Vân làm nail rất là giỏi nha, tới tay Vân á là trong vòng 3 tháng sau là nó xuống còn 3 thợ mấy anh chị, và tiếp tục nữa là nó phá sản luôn, nó đóng cửa luôn. Như vậy đó, nó xui như vậy đó. Và cũng cũng rất là ham kinh doanh và làm biết bao nhiêu kinh doanh rồi, đụng tới đâu là nó đổ vỡ tới đó, đụng tới đâu là nó phá của, đụng tới đâu là nó không có lỗ, nó không có mất tiền thì cũng cũng bị phiền não. Nói chung là không có thể nào mà suôn sẻ được hết mấy anh chị. Và thậm chí á, Vân mua một cái món gì đó, một cái máy à, một cái vật gì đó mà nó là trong hộp đàng hoàng nha. Ngoài siêu thị trong hộp đàng hoàng, và những cái đó là không thể nào hư, mà mua về tới tay Vân là về tới nhà không ráp được, bị hư phải đem trả. Nó xui như vậy đó. Thì khi mà Vân bắt đầu biết tu nè, bắt đầu biết phóng sanh, ăn chay, niệm Phật, sám hối đó, thì bây giờ tự nhiên cái kinh doanh của mình nó thuận lợi mấy chị, nó thuận lợi một cách mình không ngờ luôn. Vì Vân không có, anh xã Vân hay nói là em không có máu kinh doanh đâu, em đừng có làm kinh doanh. Giả lại thầy bói cũng nói mà hồi đó trước khi mình đi tu á, trước khi mình biết đạo á, mình rất là mê thầy bói, mình rất là mê coi cái này coi cái kia, mê tin dị đoan lắm. Cứ mỗi lần mà gặp cái chuyện xui xui á là mình hay đi gặp thầy bói để hỏi, gặp quý thầy để hỏi, cúng tiền không biết bao nhiêu cho thầy bói luôn. Thì ai cũng nói là Vân không có tài làm ăn, không có máu kinh doanh, không có ai nói là Vân làm được cái gì hết.
an phận cho chồng nuôi thì ok, mà không an phận ra ngoài là tự chết ra bị thương rõ ràng luôn. Nhưng mà chuyển anh chị, chuyển hết. Cho nên khi mà Vân làm một thời gian rồi đó, ăn chay niệm Phật làm lành, phóng sanh, đặc biệt là phóng sanh rất là đều đặn, rất là thường xuyên, trừ khi là mình không có ở nhà, trừ khi là mình bệnh hoặc là có chuyện gì quan trọng thì Vân mới bỏ thôi, chứ thường xuyên làm rất là đều. Và về tới Việt Nam Vân cũng mê phóng sanh mấy chị, vẫn 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 phóng sanh là cái chánh, cái đam mê của mình. Thì bây giờ hầu như là những cái chuyện xui xẻo hay là những cái chuyện gì mà không có hay á, nó chạy nó mất hết trơn rồi, nó chạy biến hết rồi. Thì chuyện làm ăn của Vân á, càng ngày càng càng phát đạt mấy chị, càng ngày càng có kết quả rất là cao. Đó là cái mà Vân Vân cảm nhận được, cái này nó rất là chính xác luôn đó. Okay, công việc làm ăn phát triển thuận lợi nè. Rồi cái thứ bảy đó, hợp lòng trời loài vật cảm ơn, chư Phật quan hỷ. Thì mấy chị biết chư Phật quan hỷ thì cái phước mình vừa gì đúng không? Hợp lòng trời loài vật cảm ơn, chư Phật quan hỷ. Cái câu này cho mình biết là cái công đức của mình nó khá là ok, nó khá là lớn, nó khá là có công đức và phước đức trong này. Cái thứ 8 đó là giải trừ được oán hận, không lo buồn sầu não. Cái này cũng rất là chính xác với Vân mấy anh chị. Vân nhớ là mấy anh chị nghe những cái video trước đó, Vân có kể về cái cuộc đời của Vân á, là Vân đi tới đâu ai cũng ghét cái đó. Đi tới đâu người ta nhìn cái mặt của mình không hiểu tại sao mà người ta nhìn cái mặt là người ta không có ưa. Mình đâu có đụng chạm gì tới người ta, và thậm chí mình chưa quen biết người ta là ai nữa, mà người ta lại không ưa mình, người ta không thích mình, thậm chí người trong nhà còn không ưa mình nữa, không chi người ở ngoài. Mà mình nói mình đâu có làm gì phật lòng họ đâu, mình thật sự mình cũng ráng cố gắng làm vừa lòng mọi người mà, mình đâu có phải dễ ghét lắm đâu, mà tại sao ai cũng ghét mình hết, mà tại sao người ta gặp mình giống như gặp ma vậy đó, sợ ma vậy đó. Thì một thời gian sau Vân Vân làm phóng sanh, tu tập công đức, thì tự nhiên mọi người nhìn mình với một cái cặp mắt khác mấy chị. Thí dụ như trong kinh doanh của Vân đi, 2 năm trước người ta còn ghét Vân mấy chị, 3 năm trước người ta vẫn còn ghét Vân. Vân làm cái kinh doanh Vân là cũng gần 6 năm, tháng 3 này là 6 năm. Thì nhiều người cho Vân biết á, là lúc mà mới gặp Vân lần đầu 5 6 năm về trước á, người ta gặp cái mặt người ta không có ưa, và người ta gặp cái mặt mình người ta không dám lại gần mấy chị, không dám lại gần luôn. Và thậm chí mà Vân lên chức á, thì thường á thì người ta lên chức á thì được những người, những ông sếp ở trên là tuyên dương rầm rộ đúng không? Còn Vân lên chức Vân cố gắng dễ sợ luôn, Vân lên chức là không có ai nhìn ngó tới mình hết mấy chị, nó ngộ vậy đó, nó ngộ kỳ cục lắm. Nhiều lúc mình cũng kêu bằng tuổi, mình bị tuổi thân mình, nói ủa sao kỳ vậy, mình lên chức thì đáng lẽ là một cái sự vui mừng, thì phải có nhiều người chúc tụng, tuyên dương mình chứ, tại sao mà không có ai hết, mà trong khi nhiều người người ta dở hơn mình, người ta làm việc không có bằng mình mà lại có nhiều người ca tụng chúc tụng tuyên dương rầm rộ. Thì thật ra cái phước của mình mấy chị không có, cho nên càng ngày càng bồi đắp á, thì Vân thấy rõ ràng luôn mấy chị. Vân thấy rõ ràng là mình giải được những cái đó. Và bây giờ thì phải nói là cũng không phải là 100% nó đã chuyển, nhưng mà chuyển rất là nhiều mấy chị. Những người ở xung quanh mình cũng nhìn mình với một cái ánh mắt khác, ánh mắt thân thiện hơn, người ta có thể tới gần mình hơn, và mình cũng có thể tiếp cận họ dễ dàng hơn. Không hiểu tại sao nó là như vậy luôn, mà trước đây mình cố gắng dữ lắm luôn, mình cố gắng tới gần họ, mình cố gắng nói chuyện, mình cố gắng thân thiện, mình cố gắng đưa cái tình yêu thương mình ra, không ai chấp nhận hết. Nhưng mà bây giờ lại khác, họ nhìn mình với cái ánh mắt khác mấy chị. Đó, thấy thấy rõ ràng ở Vân là như vậy. Thì đó là oán thù được giải ha. Và cái không lo buồn sầu não, trước đây đó là một cái chuyện gì đó mà đến với Vân á, là Vân hay nghĩ, lo nghĩ nhiều lắm anh chị. Lo nghĩ rồi ấm ức rồi bực bội rồi nó làm cho mình không có thoải mái.
Nhưng mà thời gian gần đây đó mình không có còn lo nữa, mình ngủ ngon lắm. À, chuyện gì đến với mình đó mình coi đây là cái quả, chuyện gì mà không may đến với mình đây là cái quả mình phải trả cho cái nhân gì đó mình không biết, vì cặp mắt mình vẫn còn vô minh cho nên mình không có biết được chuyện gì nó đã xảy ra với mình, cho nên cái điều quan trọng là mình sẽ chấp nhận và mình tiếp tục cuộc hành trình làm việc việc thiện của mình, cứ thế mà làm á chị, đừng có nghĩ tới là tại vì có nhiều lúc mình nghĩ không có kết quả mà mình nghĩ nó làm cho mình rối hơn nữa, và mình nghĩ nó làm cho mình bệnh phiền não, thì khi mà mình phiền não đó thì cái từ trường trong người của mình đã tỏ ra đó, không có hay chút nào hết. Thì khi mà không có hay thì mọi người làm sao đến tới gần mình đâu, đúng không? Có nhiều lúc mấy anh chị tới gần một ai đó, không biết mấy anh chị có gặp cái tình trạng này không ha, không biết có cảm nhận như thế này không ha. Có nhiều lúc mình đến gần ai đó mà người ta chưa có mở lời nữa, mà khi mình đến gần họ đó, mình chỉ cần ngồi gần họ thôi là mình cảm nhận được cái từ trường thân thiện, cái từ trường phải nói là sao, mình cảm thấy mình muốn gần họ hoài mấy anh chị. Cái từ trường tỏ ra là một cái từ trường thân thiện, một cái từ trường yêu thương, một cái từ trường là giống như một vị Bồ Tát vậy đó, một người mẹ, một vị Bồ Tát, một người Phật vậy đó, cho nên mình muốn gần họ hoài. Còn có nhiều người, có một số người đó là cái từ trường của họ mình không dám tới gần, không hiểu tại sao luôn, mình không dám tới gần vì mình cảm nhận được ở trong họ đó là có cái gì đó bất an lắm, khi mình tới gần mình sợ mang quạ, mình sợ nói chung là phiền não của họ lây đến mình, đại khái là như vậy. Và có nhiều người mình gặp một lần đầu thôi là mình cảm thấy rất là thân thiện, còn có nhiều người mình gặp một lần đầu thôi mình cảm thấy người đó như là cái gì đâu á, nó dễ ghét lắm, không biết tại sao mà mình không có ưa người đó. Không biết là anh chị có cảm nhận cái đó qua chưa, nếu mà có bấm cho Vân số 1 nha, để Vân coi có bao nhiêu người cảm nhận được điều đó giống như Vân. Ok. Và cái thứ chín đó là vui hưởng an lành quanh năm đều được an ổn mấy anh chị, vui hưởng an lành quanh năm đều được an ổn. Cái thứ 10 đó là quanh năm đều được hưởng phước báo vô cùng nếu các bạn có tu tịnh độ, thì xác suất vãng sanh về thế giới cực lạc rất là cao, rất là cao mấy anh chị. Cho nên đây là những 10 cái mà Vân muốn chia sẻ với mấy anh chị. Công đức phóng sanh rất 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 là thù thắng mấy anh chị ơi. Vân nhớ là cái này là có thật nha, những câu chuyện có thật. Vân thì trong ban hộ niệm đi hộ niệm rất là nhiều trước đây, hầu như đám nào mà sắp đi thì cũng có mặt Vân hết, nếu mà Vân biết thì Vân sẽ xuất hiện liền. Khi mà cái người sắp lâm chung á, gọi là cận tử nghiệp tới đó, thì cái người đó rất là đau khổ, rất là đau đớn vì nghiệp lực đang kéo họ. Thì khi mà họ đau đớn quằn quại trên giường bệnh á, mà họ chết không có được, không biết là có anh chị nào mà thấy và chứng kiến được cái cảnh này hay không, chết không được, sống cũng không được luôn, giống như là một cái con cá lóc mà để trên thớt mà mấy anh chị mà đập đầu nó và nó giãy giụa quằn quại mà không chết, không chết, rất là đau đớn mà không chết được. Và bao nhiêu lần mấy anh chị đập đầu nó thì nó mới chết, chứ không phải đập đầu một lần hai lần mà nó chết. Vân nhớ cái cảm giác đó trước khi lúc mình ở Việt Nam mấy anh chị, Vân cũng đã từng làm những cái chuyện đó đó, đập đầu những con cá trê cá lóc. Nó quằn quại giãy giụa như vậy đó mà nó không có chết, và mình phải đập cả cả bao nhiêu lần như vậy thì nó mới chết, rất là đau khổ như vậy. Thì cái người sống, người của mình cũng là như vậy, khi mà cận tử nghiệp nó đến á, nó đau đớn như vậy đó, nó đau đớn giống như trong kinh Đức Phật có nói con rùa nó lột cái mai đó, nó đau đớn cực kỳ, nó đau đớn. Thì khi mà nó giãy, mình giãy giụa quằn quại trên giường bệnh mà đau đớn, quan gia trái chủ kẻ kéo người lôi. Vân nhớ là bà nội Vân á, lúc mà Vân chưa có biết tu á, bà nội lúc mà mất á, sắp mất á,
trên giường bệnh á, bà nội cứ nói là ba Vân thì tên Quai, nó Quai ơi nó tới kìa, nó tới kìa, nó tới nó muốn kéo má đi kìa, nó tới kìa, nó tới kìa, đông quá nhiều quá, nó tới nó muốn kéo má. Thì ba Vân á, thì lúc đó nhà đâu có ai biết tu đâu, thì ba Vân mới lấy cái con dao dài như vậy, xong rồi ba Vân tại vì bà nội cứ la hoài như vậy, cái ba Vân mới mới tức quá, mới cầm cái dao chém như vậy nè, chém tùm lum tà la hết, mình đâu thấy gì đâu, có bà nội thấy thôi. Thì ba Vân nói là tới đi tao chém mày chết, không có được đụng má tao, không có được gần má tao, và không có được kéo má tao đi, không được, không không được, không được. Và ba Vân coi như là quơ tùm lum tà la hết, và để cái dao trên đầu nằm của bà nội luôn, vô minh cực kỳ mấy anh chị. Mình nói trời ơi sao mà mình không có hiểu gì hết. Thì bà nội ngủ được giấc, xong rồi thức dậy vẫn là như vậy, là nó tới kìa, nó tới kìa, nó tới nó muốn kéo má đi, nó muốn kéo má đi, cứ như vậy vậy mấy chị. Thì sau này khi mà Vân đi hộ niệm đó, Vân mới ngộ ra đó là cái cận tử nghiệp nó khủng khiếp lắm, quan gia trái chủ của mình nhiều đời nhiều kiếp, không được nói chi nhiều đời nhiều kiếp, kiếp này thôi, kiếp này thôi. Nếu mà các bạn còn ăn mạng chúng sanh á, còn giết hại chúng sanh, còn cắt cổ gà cắt cổ vịt, còn đập đầu cá lóc, đập đầu cá chê, còn nói chung là gì, cái lò mổ nó nằm trong nhà của mình, okay? Cái lò sát sanh nó nằm ở tại trong nhà của mình, thì cận tử nghiệp mấy chị, rõ ràng mấy chị sẽ quằn quại trên giường bệnh giống y như mấy chị đang hành quyết người ta, hành quyết mấy cái con chúng sanh đó, y chang như vậy thôi. Đó là cái lực nhân quả mà rõ ràng như vậy thôi. Thì khi mà khi đó đó thì Vân chứng kiến được nhiều cảnh như vậy. Thì cái ca có nhiều ca mấy chị hộ niệm hoài không đi, không đi mà đau đớn quằn quại như vậy. Thì Vân có một cái ca này rất là ấn tượng ở Cali. Thì cái anh người con đó, Vân nhớ là anh nói là ban hộ niệm làm việc liên tục luôn, bao nhiêu ngày cả tuần lễ rồi không chết, không chết mà đau đớn mà la mà mớ nói những cái như vậy đó, nói những cái sợ quá nó tới kìa, hay là những cái mà quan gia trái chủ nó tới nó quậy mình đó. Thì anh mới lập tức gọi Vân là Vân ơi, Vân giúp anh phóng sanh giùm đi, tại vì má của anh một tuần nay rồi không có đi được. Thì Vân lúc đó anh gọi Vân là cũng rất là khuya rồi, thì Vân nói dạ thì sáng sớm Vân đi phóng sanh mấy chị. Thì sáng Vân đi phóng sanh giùm anh, vừa phóng sanh xong á, chừng 1 tiếng đồng hồ sau bà đã đi một cách rất là nhẹ nhàng. Và cũng vậy, có một vài ca ở đây ở địa phương của Vân, khi mà đi không được đó thì Vân nói gia đình đó nên phóng sanh đi để giải được cái nghiệp của phóng sanh, để hồi hướng công đức cho những vị mà người bệnh đó đã làm tổn thương. Thì khi mà phóng sanh xong đó, người bệnh ra đi một cách rất là nhẹ nhàng mấy anh chị, đó là mình chứng kiến được luôn đó nha, nhẹ nhàng lắm, họ đi một cách ngộ lắm, không biết tại sao, không biết làm sao mình diễn tả được nữa. Khi khi mà mình chưa phóng sanh đó, thì họ tội nghiệp lắm, rất là tội nghiệp, rất là đau khổ trên giường bệnh. Và khi mà phóng sanh vừa xong á, ra đi một cách nó nhẹ nhàng mà nó như là ngủ mà đi, thoải mái lắm. Thì đó là cái công đức phóng sanh rất là lợi hại như vậy mấy anh chị. Có một số anh chị hỏi hỏi Vân là phóng sanh cần phải tụng niệm gì, hay là mình chỉ mua rồi mình phóng thôi. Thì Vân khuyên đó là phóng sanh đó, thì khi mình phóng sanh thì mình sẽ chị Chúa Đại Bi quy y Tam Bảo cho nó. Quy y Tam Bảo rất là dễ mấy chị. Chị Chúa Đại Bi, mình sẽ khấn hôm nay là ngày mấy tháng mấy, con và một số Phật tử mua những con vật này để phóng sanh, nguyện xin ơn trên chư Phật chư Bồ Tát trong 10 phương chứng minh cho lòng thành của chúng con, và nguyện xin đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng con và những chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề gửi tịnh tài cho chúng con phóng sanh, nguyện cho họ đồng vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà trong một đời này, và nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả những chúng sanh còn đang gặp khổ nạn trong hư không pháp giới, hồi hướng cho cái âm được siêu, người dương thanh thới, pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình tề thành Phật đạo. Cái đó cái phần đọc trước khi
trước khi phóng sanh và sau khi phóng sanh, Vân đọc lặp lại y chang vậy. Và Vân trì chú Đại Bi nè, Vân quy y cho nó rất là đơn giản mấy chị, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngã quỷ, quy y Tăng bất đọa bàn sanh, và đặt cho họ, đặt cho tất cả những chúng sanh đó là pháp danh Diệu Âm, đời đời kiếp kiếp gặp Phật Pháp mà tu tập, đừng có bị đọa làm loài súc vật để cho người ta hành hạ mình như vậy nữa. Cho nên các ngươi, mình nói chuyện với nó là các ngươi hãy lắng nghe tiếng niệm Phật, giải nghiệp sám hối cho các ngươi, để các ngươi đời đời kiếp kiếp gặp Phật Pháp mà tu tập để thành Phật, quá độ chúng sanh. Thì sau đó thì Vân tụng một cái kệ sám hối, bốn câu, đệ tử vốn tạo chúng sanh cá, chúng sanh tôm, chúng sanh chim gì đó, vốn tạo các ác nghiệp đều do vô thị tham sân si từ thân miệng ý phát sanh ra, hôm nay chúng sanh thảy đều xin sám hối. Thì khi mà Vân tụng sám hối như vậy thì giải được cái nghiệp cho họ, và sau đó thì mình sẽ tán Phật và niệm Phật rồi thả thôi, đơn giản vậy thôi. Và nếu mà được á thì mấy chị tụng cho nó ba biến chú vãng sanh, rồi sau đó thì niệm Phật rồi bắt đầu thả nó thôi, và sau đó thì hồi hướng công đức, đơn giản vậy thôi, không có gì cầu kỳ hết. Nếu mà các bạn có cái kinh phóng sanh thì mình sẽ đọc theo, còn nếu mà không thì các bạn chỉ có đơn giản bao nhiêu đó thôi. Và thả thì cái công đức của mình và công đức của họ sẽ lợi lạc rất là nhiều luôn mấy chị, hơn là mấy chị chỉ mua rồi thả thôi. Mua thả mình cũng có công đức nha, nhưng mà nếu mình có thể quy y cho nó, mình có thể niệm Phật cho nó, và mình có thể giải nghiệp cho nó bằng cách là bốn bài kệ sám hối cho nó đó, thì cái lợi lạc nó cao hơn. Và có một số người hỏi Vân chứ, nếu như mà mình không có ở gần nước, gần sông, hay là không có phương tiện phóng sanh thì làm sao để làm? Thì thưa quý vị, có rất là nhiều bang, rất là nhiều chùa, rất là nhiều chỗ mà người ta phát tâm, người ta đi mỗi tháng, hay là người ta làm công đức đó, thì mình có thể đóng góp một bàn tay. Công đức đó nó vẫn y chang như công đức các anh chị có mặt ở đó. Nếu mà cái tâm mình là cái tâm hoan hỷ, cái tâm không nghi ngờ, nếu mình tin một ai đó rồi thì mình cứ gửi tiền cho họ, họ làm giùm mình mấy chị. Họ sẽ phát tâm bỏ công sức ra để họ làm giùm mình. Thì mình hoan hỷ. Giống như bản thân của Vân đi ha. Trước đây Vân với mẹ, gia đình Vân là tự làm mấy chị, tự làm. Thì sau này chùa thấy vậy đó, thì chùa, mấy Phật tử chùa đi theo, và mỗi người đóng góp 5-10 đồng, 20 đồng, 50 đồng gì đó, đại khái là không có tùy hỷ khả năng của mấy cụ, mấy bác như thế nào, thì mỗi người đóng góp một chút xíu thì mình sẽ mua nhiều hơn. Và sau này thì Vân có các bạn ở các tiểu bang khác, vì nghe được những cái video của Vân, và vì biết được là Vân làm công đức phóng sanh mỗi tháng 2 lần, thì các bạn cũng có thể, cũng các bạn cũng gửi tiền về để cho Vân làm. Thì thay vì hồi đó nhà mình đi chỉ có một tháng, một lần đi như vậy là 100 thôi, thì bây giờ nếu mà có tiền nhiều hơn thì nhà Vân sẽ làm nhiều hơn nữa. Tùy theo cái số tiền mình có thì mình sẽ làm nhiều hơn cho chúng sanh. Và tất cả các tiền này đâu sẽ vào đó hết, vì mình rất là sợ tạo nghiệp mấy anh chị, rất là sợ. Cho nên các bạn mà giao cho một ai đó rồi thì mình đừng có nghi ngờ, và mình trao tin tưởng 100% về người đó, vì người ta sẽ hướng tới và quy y, làm trọn bổn phận của người ta, và hồi hướng công đức cho tất cả những nhà tín chủ phát bồ đề tâm, gửi tịnh tài cho chúng con phóng sanh. Thì trong đó có quý vị, có tất cả gia đình của quý vị, có hết. Có nhiều người gửi tên thì tự Vân đọc tên, và cũng có một số anh chị nói là không cần đâu, em chỉ hồi hướng cho chúng sanh. Thì đó là cái cách Vân hồi hướng mấy chị, cho tất cả những nhà tín chủ phát bồ đề tâm, gửi tịnh tài cho chúng con phóng sanh, và cho tất cả những chúng sanh còn đang gặp khổ nạn trong hư không pháp giới, nguyện cho đem công đức này cho tất cả chúng con cùng chúng sanh đồng vãng sanh về thế giới cực lạc trong một đời này mấy chị. Đó là cái cách mà Vân hồi hướng. Thì không biết bao nhiêu giờ rồi.
Để mình coi coi mình có quá giờ chưa. Ok chưa? Ok, để Vân sẽ trả lời một số câu hỏi của mấy anh chị nha. Không đủ duyên đọc tụng trì chú phóng sanh, chỉ có duyên niệm Phật. Chuyển trời làm ơn để giấu giùm Vân. Có duyên chuyển đổi hoàn cảnh không chị, khi chuyển rồi sẽ đủ duyên đọc kinh phóng sanh. Ok, nếu như mình không có đủ duyên thật rồi, thật sự ra đâu có nhiều đâu mấy anh chị ơi, những cái Vân nói đó là mình có thể thuộc lòng, mà mình đã thuộc lòng rồi. Thì nếu mà không có đủ duyên để đọc tụng kinh chú thì mình niệm Phật thôi, mình niệm Phật cho họ, rồi thả họ cũng được, cũng được nha. Và mình nhắc nhở họ là đời đời kiếp kiếp gặp Phật pháp mà tu tập, đừng có bị đọa làm loài súc vật nữa, rất là khổ, để cho rất rất là khổ, và cho người ta hành hạ mình đó. Cho nên là nhớ nha, là ta niệm Phật để các ngươi nghe và nương và tiếng niệm Phật này đời đời kiếp kiếp gặp Phật pháp mà tu tập. Thì mình sẽ nhắc nhở họ như thế đó nha. Rồi để coi Vân còn cái gì. Ốc nói con người là nghĩa trang di động. Đúng rồi đây. Ok, cho nên Vân Vân rất là khuyên mọi người đó là mình nên ăn chay phóng sanh. Ăn chay phóng sanh niệm Phật đó là một pháp tu, bao nhiêu đó đủ rồi. Ăn chay phóng sanh niệm Phật sám hối, không có cần phải tụng kinh gì thiệt là nhiều to đùng đâu. Vì thứ nhất là cuộc sống này rất là bận rộn, mình sẽ không có nhiều thời gian để mình tụng kinh mỗi ngày, thì mình đi đứng nằm ngồi gì mình cũng cũng có thể niệm Phật được hết, đúng không? Pháp môn niệm Phật mà mình có thể làm bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu, chứ đâu có cần phải là phải ngồi trước bàn Phật hay là phải như thế này đâu. Mấy chị, mình có thể làm bất cứ nơi nào, vừa làm việc vừa niệm Phật, vừa lái xe vừa niệm Phật, vừa đi bộ vừa niệm Phật. Tất cả nhất định nhất cử nhất động gì của mình cũng có thể niệm Phật hết, thì công đức mình vô lượng vô biên mấy anh chị. Cuối ngày thì mình hồi hướng cho chúng sanh, hồi hướng cho tất cả, hồi hướng cho con được vãng sanh về thế giới cực lạc trong một đời này, đúng không? Để con coi có ai có câu hỏi gì bên bên Trang không, anh chị đợi con một chút. Chào chị, cho em hỏi làm thế nào để độ cho người nhà mình tin Phật ạ, và tu theo giáo lý Đức Phật. Ok, chờ bằng một xíu nha, để bằng coi trong cái này. Ok, rồi, thật ra đó, cái này Vân cũng hay nói đi nói lại trong các bài trước đây của Vân đó, là chúng sanh kiên cường rất là khó độ. Mỗi người mỗi nghiệp của mình, không có ai giống như ai hết. Mình nghiệp của chồng mình khác mình, nghiệp của cha mẹ mình khác mình, nghiệp của mình khác khác hết, khác 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 hết chúng sanh. Cho nên là cái điều mà mình làm tốt nhất á là mình làm tốt cái bổn phận của mình trước. Ok mấy anh chị, mình sẽ làm rất là tốt bổn phận của mình để chi thân pháp sẽ độ được chúng sanh. Giống như bản thân của Vân, cái câu chuyện này có thật mấy anh chị, tất cả những cái gì mà Vân nói cho mấy anh chị đây là những cái Vân đã từng trải qua nha, Vân không có nói pháp nha, nhưng mà Vân chỉ có cái gì mà Vân trải qua đó, nói về bên Phật pháp đó. Vì vì Vân rất là ngoan học và ngoan hành. Khi mà Vân học được cái gì đó, Vân về Vân hành ngay tức khắc thì cái kết quả nó có. Cho nên Vân chia sẻ lại là cái kinh nghiệm của mình thôi, chứ không phải là Vân có một chị. Trước khi trả lời cái câu này cho Vân tạm ngoài đề chút xíu. Có một chị rất là khổ, 3 buổi trước có gọi Vân và nói Vân cho chị hỏi một câu, thậm chí hỏi 2 câu. Chị đang rất là khổ và chị đang
gọi Vân để có thể Vân giúp gì được đó, đó cho chị. Thì khi mà chị gọi Vân á, thì cái câu đầu tiên á là Vân cho chị hỏi nè, có phải là những cái gì mà em nói ra đó là phải nói sao, em chỉ có đặt chuyện để cho người ta tin em, để cho người ta tin Phật pháp thôi đúng không, chứ em đâu có phải là như vậy đâu đúng không? Tại vì chị nhìn cái mặt của em đâu có phải là cái mặt khổ đâu. Tại sao mà em nói là em khổ như vậy như vậy? Cái đó là cái thứ nhất. Và cái thứ nhì đó là chị hỏi cái câu gì đấy nè, cho chị hỏi là sao đây nè, quên rồi. Nhưng mà đại khái là chị nói là Vân, đây là những câu chuyện mà Vân đang bịa đặt để cho anh chị em mình nghe tin Phật pháp. Thật ra mấy chị Vân đâu có rảnh đâu. Vân đâu có rảnh để làm chuyện đó, và Vân không có giỏi nói tiếng Việt để rồi suy nghĩ mà bịa đặt cái này bịa đặt cái kia để mấy anh chị tin Phật pháp. Thật ra Vân đâu có phải là làm vì nổi tiếng hay là cái gì đâu, cho nên cái duyên của mọi người, ai tin thì tin, không tin thì không sao hết. Tất cả những gì mà Vân nói ra ở đây thì bản thân của Vân, Vân đã hành rồi, và cái kết quả nó có, kết quả màu nhiệm nó có, cho nên Vân truyền đạt lại, Vân chia sẻ lại. Và ai đủ duyên, có rất là nhiều người không đủ duyên để nghe, và ai đủ duyên thì có thể nghe, và nếu mà nghe mà hành có kết quả thì Vân rất là cảm ơn, rất là mừng. Vì bản thân của Vân không phải là làm gì có tiếng hay là làm gì muốn mình nổi hay là cái gì hết. Mấy anh chị đừng có nghĩ Vân không có rảnh đâu, Vân rất là bận, chứ không phải là không có rảnh mà để mà ngồi suy nghĩ ra mấy cái này đâu mấy anh chị. Vân cũng đi làm giống như mấy anh chị, Vân có 3 đứa con và cũng phải lo cho gia đình, lo cho nhà, lo cho cái gia đình nhỏ của mình, rồi chuyện chuyện này chuyện kia, rất là nhiều công việc. Cho nên khi mà Vân nghe chị hỏi câu hỏi đó là Vân rất là thắc cười. Vân nói trời ơi chị nghĩ em rảnh dữ vậy đấy ha, em cũng hy vọng em rảnh dữ vậy để em ngồi em suy nghĩ cái này suy nghĩ cái kia. Mà thật ra thì không có rảnh dữ gì đâu mấy anh chị. Rồi trở lại cái câu của chị á là làm sao để khuyên những người xung quanh để cho họ có thể tin Phật. Thật ra mình khuyên thì mình khuyên, nhưng cái căn cơ của mỗi người không có giống ai hết, không có ai giống ai hết. Thì cái bổn phận, cái quan trọng của mình đó là mình sẽ làm rất là tốt công việc của mình mấy anh chị nha, rất là tốt công việc tu tập của mình. Mình sẽ cố gắng, mấy anh chị có tin là mình chuyển nghiệp được không, mình có thể chuyển nghiệp được. Giống như mấy anh chị đã từng nghe ba Vân là một cái người không tin Phật pháp, phỉ báng Phật pháp, nói rất là nặng, và nếu mà ba không tu đó là ba sẽ đọa địa ngục là cái chắc luôn. Vì mẹ Vân đi chùa mà ba Vân lại bị khẩu nghiệp, là mẹ Vân mà đi chùa giống như đi ăn trộm gì đó, cứ trốn. Mẹ thì rất là mê đi chùa, mỗi lần đi chùa đó là ổng khóa cửa khóa cửa nhốt mẹ ngoài luôn, coi như là không cho vô nhà luôn. Rồi đem chuông mỏ về nhà đó phải giấu giấu chỗ này giấu chỗ kia, còn ổng mà biết một cái là không có chuyện đó. Rồi đi đi vô chùa đó là ba cho con chửi nặng ghê lắm luôn đó, nặng 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 luôn, coi như là không 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 tin gì hết, không tin Phật pháp. Đó là cái nghiệp khủng khiếp như vậy đó. Thì mẹ Vân cố gắng hồi hướng cho ba. Thì một cái ly nước á mà nó không có nước, mà mỗi ngày mẹ cứ giỏ nhỏ vô một giọt hồi hướng, một giọt hồi hướng, một giọt hồi hướng. Tôi làm tất cả công đức này hồi hướng cho chồng là ông Võ Văn Oai. Và thậm chí mẹ Vân dùng cái tên của ba Vân để quy y cho ba Vân luôn mấy chị. Vân và mẹ nỗ lực làm cái điều đó và quy y cho ba là pháp danh Thiện Quang. Ổng không biết gì hết làm vậy luôn. Thì mẹ nói là tất cả công đức con được được ngày hôm nay tụng kinh làm công quả niệm Phật sám hối phóng sanh điều hồi hướng cho ông Võ Văn Oai pháp danh Thiện Quang, bao nhiêu tuổi đó cứ bỏ một giọt một ngày, một giọt một ngày, một giọt một ngày. Thì tới một cái thời gian nào đó, một thời điểm nào đó, cái ly nước này nó đầy mấy anh chị, ly nước này nó đầy, thì tự nhiên ba Vân chuyển mấy anh chị, ba Vân chuyển. Và khi ba Vân chuyển rồi, bây giờ ba Vân tu còn giỏi hơn Vân nữa, còn giỏi hơn mẹ Vân. Coi như là khi mà ba Vân tự nhiên biết rồi đó, tự nhiên chuyển rồi đó, tự nhiên thôi chứ mình không biết làm sao luôn. Thì ba Vân
học kinh anh chị, cái cuốn kinh Nhật Tụng là dày, thiệt là dày luôn nhá, dày lắm, rất là dày, mà ba văn thuộc lao lao không thiếu một chữ luôn mấy anh chị. Khi mà ông ngộ ra được cái gì đó không biết, thì ông ôm cuốn kinh ông học cả ngày, coi như là cả ngày cả tháng cả năm không ai nói gì đó ông được hết, ông chỉ có ôm cuốn kinh ông học. Và ba văn á, là bác sĩ nói là ba văn sẽ để coi, Vân đi Ấn Độ là tới bây giờ là cũng cả 7-8 năm rồi. Thì bắt đầu sau khi Vân đi Ấn Độ là ba Vân chuyển, ba Vân về và bắt đầu tu. Thì lúc đó đó là Vân nhớ rất rõ là bác sĩ nói là cặp mắt của ba Vân á, là trong 6 tháng sẽ không thấy được, vì ba Vân có bị quáng gà rất là nặng. Thì khi mà ổng ngộ ra đó, tự nhiên ổng sợ ổng bị đuôi không thấy được nữa, cho nên là ổng học 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 gấp 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 gấp, gấp. Các cuốn kinh này, để khi mà không thấy đường thì mình vẫn còn biết kinh để tụng. Thì lúc đó thì học tha thiết luôn anh chị, mãi cho tới bây giờ là 7-8 năm rồi vẫn còn thấy chút chút vẫn chưa có đuôi hết hẳn mấy chị, cho nên nó tệ nhưng mà nó vẫn còn thấy đường được một chút, đi được, nắm tay vẫn đi được, nói chung là thấy xíu xíu, cũng khoảng chắc cỡ khoảng cỡ 10-15% cỡ đó vậy, mà chưa có đuôi hẳn. Thì ba Vân bây giờ rất là tinh tấn mấy chị, thì cũng nhờ công đức của vợ và công đức của Vân, cứ hồi hướng cho ba một chút công đức, hồi hướng cho mẹ một chút công đức. Thì khi mà hồi hướng như vậy á, thì ba mẹ mình, những người mà mình muốn độ đó sẽ hưởng được phước báo, và bản thân của Vân cũng vậy mấy anh chị. Vân nhớ câu chuyện này có thật nha. Cứ hay nói câu chuyện có thật, thật sự ra những cái gì Vân trải qua Vân mới chia sẻ nha. Thì có một người bác chồng, bác của Vân, bác chồng của Vân đó là năm nay cũng là 70 mấy tuổi rồi. Và khi mà Vân, mỗi lần Vân về Vân đám giỗ bên bên chồng đó, là Vân thấy bác ngồi bác đánh bài, bác đánh bài từ sáng cho tới tối. Cả ngày vậy không mệt, bung ra thì mới mệt mới đuối thôi, mà khi mà vô mê hồn trận đánh bài rồi đó, football nè, cờ bạc nè, đánh bài bác rất là giỏi luôn. Thì bác ngồi từ sáng tới tối luôn, từ sáng tới tối. Vân nói trời bác ơi, Vân có lời khuyên cho bác là bác ơi, mình bây giờ cũng lo cho con cháu đầy đủ hết rồi, không còn nợ con nợ cháu nữa, thì bây giờ chỉ còn có hai ông bà ở nhà thôi, thì mình cũng cũng khá là có tuổi rồi, thì bây giờ mình nên nhín chút thời gian để mình vào chùa, mình tu tập, hoặc là mình niệm Phật, mình làm lành, mình để gieo cái công đức, chuẩn bị hành trang cho đời sau, chứ bây giờ mình đâu có biết lúc nào vô thường nó đến đâu. Trời ơi, Vân khuyên bả một cái bả đùng 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 bả chửi Vân, mẹ anh chị ơi, bả làm cho Vân một trận luôn, mình hết dám nói luôn. Bả nói sao mày biết tao không tu? À, tao đi tu hả, tao vô chùa làm công quả hả, tao trì chú hả, tao thuộc hết, còn trẻ hơn mày nữa kìa, lúc tao còn trẻ hả là lúc nào tao cũng ở trong chùa hết, tao tu tao tu vô chùa làm công quả, nằm ở trong cái gì đó ban, cái gì ban gì đó, đại khái là rất là nhiều năm, tại sao mày biết tao không tu? Thì bác nói vậy thì vẫn không dám nói nữa, nhưng mà bác nói là tao đâu có được gì đâu, mày thấy không, tao tu nhiều năm, bao nhiêu năm tao đi chùa, lúc đó còn trẻ hơn mày nó, tao đi chùa mà tao đâu có được cái gì đâu, mà bây giờ đó thời gian còn lại tao đâu có bao nhiêu nữa đâu, tao lớn tuổi rồi, mày cho tao hưởng thụ chứ, mày phải cho tao làm cái gì, chơi những cái gì tao thích chứ, đâu có còn bao lâu nữa đâu. Trời ơi, bả làm Vân một trận mấy anh chị ơi, sợ luôn, không dám nói luôn. Thì tự nhiên bây giờ mới mấy tháng nay thấy bác đi chùa, và bác đi rất là tinh tấn, bác đi chùa, bác tụng kinh, và mỗi ngày mỗi sáng mỗi tối bác không còn đánh bài nữa, và bác mỗi sáng mỗi tối bác đều tụng kinh niệm Phật. Và giống như nhà Vân thì hay tổ chức sám hối cuối năm đó, trước đây thì gia đình tổ chức ở nhà thôi, mà bây giờ là Phật tử biết, cái Phật tử cái tới đông quá thì phải mượn chùa tổ chức 10 ngày sám hối Lương Hoàng Sám mỗi cuối năm. Thì bác lớn tuổi rồi nha, mà bác vẫn đeo theo, bữa nay là ngày thứ 10 nè, thì bác đeo theo 9 ngày luôn rồi, cho nên là Vân rất là mừng mấy chị, rất là hoan hỷ. Rồi nói về chồng của Vân đó, ông chồng Vân đó là trước đây không biết gì gọi là đạo hết, và rất là phản đối, rất là chống, và bây giờ cũng có mặt ở chùa rồi, trong ban trai soạn, trong ban ở dưới nhà bếp nấu ăn này kia,
Nói chung là mấy anh chị chuyển từ từ nha, mình làm công đức gì mình đều hồi hướng cho gia đình của mình hết, thì chồng mình con mình đều hưởng một phần, đều hưởng một phần cái công đức của mình làm. Cho nên bản thân của mình sẽ làm rất là nhiều để hồi hướng cho những người mình thương yêu, gia đình của mình, cha mẹ của mình, chồng con của mình, thì họ sẽ hưởng được. Và khi tới thời cơ chín mùi nào đó, tự động họ chuyển, chứ mình không chuyển họ được đâu. Mình phải nhờ cái tha lực ở trên đó, chứ mình tự lực mình làm không nổi. Nhưng muốn nhờ tha lực thì bản thân của mình phải bắt đầu trước, phải tự lực trước. Chứ mình không làm thì làm sao có được cái cảm ứng của tha lực chư Phật chư Bồ Tát ở trên được. Đó, đó là cái mà Vân 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 khuyên các anh chị nên làm, chứ đừng có ở đó mà cố gắng mà lôi kéo người ta đi chùa, căn cơ chưa có đâu. À, ok, bạn nói là ok, câu hỏi kế tiếp, bà tu theo giáo lý của Đức Phật. Ok, em cảm ơn chị đã chia sẻ, đặc biệt là cách hồi hướng và quy y cho người nhà là động lực cho em kiên trì. Cứ làm đi, một ngày nào đó ly nước sẽ đầy. Nhớ nha, ly nước mình cứ hay để hay 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 quán cái ly nước á. Ly nước nó to lắm, nó to đùng luôn, có nghĩa là nghiệp chúng sanh nó cứng nhắc cứng cộng vậy đó. Mà mình ăn thua ở mình thôi, không phải ăn thua ở họ đâu. Mình sẽ cố gắng mình làm nhiều, thiệt là nhiều công đức mình bỏ vô đó, mình bỏ vô đó, mình bỏ vô đó, mình bỏ giết rồi cái ly nước nó đầy thì tự nhiên người ta chuyển. Ok, Vân ơi, em rất tin vào pháp môn tịnh độ và em cũng đang đọc kinh Vô Lượng Thọ, nhưng mà em tu tập còn yếu, không có tinh tấn giống như chị. Trời, Vân tu dở lắm anh chị ơi. Nhiều lúc không có thời gian á, không có thời gian tu á, thì mình đi đứng nằm ngồi cái bàn làm việc, Vân lúc nào cũng có máy niệm Phật để nhắc nhở mình hết. Giống như là Vân phải sám hối nha, là một tuần lúc mà Vân đi công tác về tới giờ đó, một tuần bệnh mấy chị, vì ở Florida khí hậu ấm, đi qua bên bên Utah khí hậu rất là lạnh. Lạnh cái mình tự nhiên cái người mình nó bị sốc hay sao đó không biết, nó về nó nằm liệt luôn, nằm mấy ngày trời luôn, bệnh ho ho quá trời luôn. Cho nên tụng kinh đâu có được đâu, niệm Phật đâu có được, lên đâu có lên mạng được với mấy anh chị để cộng tu đâu. Thì nhưng mà mình cũng không 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 có phải là giải đãi, mình cố gắng mấy anh chị đi đứng nằm ngồi, hay là máy niệm Phật kế bên mình đó, nó nhắc nhở mình mỗi ngày. Trời ơi, mình vô minh lắm, mình rất là dễ bị chi phối, rất là dễ bị cái này cái kia kéo, và mình quên đi. Cho nên là bữa nay thì cũng khá là khỏe rồi, đi bác sĩ uống thuốc thì cũng khá là khỏe lại rồi. Thì cộng thêm là công việc nó dồn quá trời công việc, rồi Tết nhất tới nữa, Tết thì bận là bận ở chùa làm cái này làm cái kia, ở chùa, cho nên là cũng khá là bận. Nhưng mà mấy anh chị đừng đừng có, mặc dù mình không có thời gian để mình ngồi trước bàn Phật để tụng kinh niệm Phật, nhưng đừng có giải đãi, đi đứng nằm ngồi nhất cử nhất động gì mình cũng có thể niệm Phật được hết. Mấy anh chị có tin không, khi mình niệm Phật á, công việc mình suôn sẻ hơn. Khi mình niệm Phật á, leo lên xe mình niệm Phật thì mình sẽ không có tai nạn gì hết, đi đến nơi về đến chốn. Khi mình niệm Phật á, là tự nhiên á, cái mặt của mình rất là quan hỷ. Tại sao cái chị đó hỏi Vân như vậy, là tại chị nói là cái mặt của Vân nhìn rất là quan hỷ, và không có cái gì gọi là cái chữ khổ trên trán hết, không có gì gọi là u sầu hết. Rồi tại sao mà Vân nói cuộc đời Vân khổ như vậy? Thật sự cái gì nó đã qua, nó đã qua rồi. Trước đây mà mấy chị gặp mặt Vân á, là thê thảm lắm, không có phải như bây giờ đâu. Cho nên người ta nói tâm sanh tướng, khi mà mình không có còn những cái xui, những cái thê thảm, những cái khổ cực nó đến với mình đó, tự nhiên cái mặt của mình nó tươi lên mấy chị, cái mặt của mình nó sáng ra. Không biết mấy chị có tin điều này không nha, cái mặt của mình nó sáng rõ ra ra luôn. Giống như câu chuyện hết giờ rồi, nhưng mà mình kể một cái câu chuyện nữa nha, là chị ở Canada, có một người, có một đứa con là năm nay như 10 tuổi ha, 10 tuổi thì phải. Chị nói đứa con này nó ngộ lắm, cứ ngày nào nó cũng 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 la lên hết, ngày nào nó cũng la, nó cũng la, nó cũng khóc, nó cũng hét lên, là nó nói là có người tới gần nó,
có người phá nó và nó kêu la lên là nó kêu đừng có tới gần, đừng có tới gần, đừng có tới gần vậy đó. Thì chị rất là đau khổ, chị không biết phải làm như thế nào. Thì chị gọi Vân, chị hỏi ý kiến Vân, thì Vân nói là chị có thể cho em thấy mặt bé được không? Thì khi mà Vân thấy, Vân nhìn cái mặt của bé đó, thì Vân cảm nhận cái mặt này có người theo, có dông trong mặt á. Cái mặt rất là nó sao sao á, Vân không biết làm sao để nói. Nhưng khi Vân Vân thấy như vậy đó, thì Vân nói chuyện với bé, Vân nói là con ơi, tình trạng của con như thế nào, có phải mỗi ngày con thấy thấy người tới gần con và con la con hét lên con kêu nó đừng có tới gần thì như thế nào, con có thể kể con nghe không? Thì bé kể, bé không có rành tiếng 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 Việt mà bé nói tiếng Anh á. Thì bé nói là một cái shadow, có nghĩa là bé thấy một cái người, một cái bóng người đó cứ đi tới bé và làm cho bé rất là sợ. Và mỗi ngày cứ nhát bé như vậy đó. Thì mẹ của bé không có thấy gì hết, chỉ có một mình bé thấy thôi. Và bé la, bé hét, bé khóc trong phòng cứ nửa đêm hay là và ban đêm thì lại nghịch lại thức. Ban đêm lại thức, thức la hét và nói chuyện một mình như vậy đó, nói chuyện một mình ngồi nói chuyện như vậy. Thì Vân nói chị, Vân nói với chị đó là nên làm gì 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 đó, Vân hướng dẫn chị đó, hướng dẫn người mẹ đó. Thì Vân nói chuyện với bé đó, là Vân nói con có muốn cái tình trạng này xảy ra với con đến từ đây cho đến 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 khi con khôn lớn, đến con lớn lên hay không? Nó nói dạ, nó nói không. Thì Vân Vân nói bây giờ thì chỉ mới ít thôi, có thể là nặng hơn nữa. Nếu mà nặng hơn nữa thì cô không biết cái chuyện gì nó xảy ra với con, thì con đâu có muốn nó nặng hơn đâu đúng không? Thì nó dạ. Thì Vân nói là nếu như cô có một cái phương pháp mà có thể giúp con không có cái tình trạng này nữa thì con có muốn nghe không? Thì nó nói nó muốn. Thì Vân mới nói là khi mà mẹ tụng kinh đó, mà mẹ ngồi trước bàn Phật đó, thì con tới gần mẹ, con ngồi với mẹ nha. Và mẹ kêu con lại Phật thì con lại Phật, mẹ kêu con niệm Phật thì con niệm Phật, là con làm nhiều đó cho cô thôi đủ rồi. Thì nó sẽ không có tới phá con nữa. Thì sau đó thì Vân nói với người mẹ đó, Vân nói với chị đó là chị nên sám hối cho bé, vì cái đây là quan gia trái chủ nó theo nó phá bé thôi. Những cái dông xung quanh đó, nếu mà chị niệm Phật sám hối làm nhiều công đức lợi lạc cho nó đó, thì chị hồi hướng cho tất cả những dông đang có trên mình bé xung quanh nơi cục đất này và tất cả những dông linh trong 10 phương đều được lợi lạc hết cho tất cả chúng sanh, đặc biệt là giải cái nghiệp cho bé. Thì chỉ làm trong vòng để coi tới bữa nay là chưa đặng tháng, chưa đặng tháng thì 2-3 bữa trước gì đó chị có nhắn Vân á, chị nói chị chụp cái hình của bé bây giờ chị gửi qua cho Vân, chị nói Vân nhìn lại coi coi như thế nào. Vân nhìn rất là hoan hỷ mấy chị ơi, và nó là Phật pháp nhiệm màu, cực kỳ nhiệm màu. Vân nhìn cái mặt của bé không còn, không sorry xin lỗi, không phải không còn, mà cái mặt của bé hồi trước đây là Vân nhìn 100% chứ gì, mà bây giờ chỉ còn có 30% thôi. Cái mặt sáng ra, cái mặt sáng mà tỉnh ra chứ không phải là tối như hồi đó nữa. Trước đây Vân Vân cảm nhận cái mặt của bé nó tối lắm, nó rất là tối và nó nặng lắm, nó nặng cái mùi âm á, cái âm á, không biết tại sao mà Vân cảm nhận như vậy. Mấy anh chị đừng hỏi tại sao, Vân cũng không hiểu tại sao luôn nha. Thì bây giờ đó tự nhiên nhìn lại Vân hết hồn. Vân nói wow, chị làm cái gì vậy? Thì chị nói là chị làm những cái gì mà Vân góp ý cho chị làm thôi. Rồi tự nhiên kết quả như vậy, và chị cho Vân biết là bé không còn la nữa, bé không còn hét lên trong ban đêm và không còn nói chuyện ban đêm nữa. Thì chị rất là mừng và rất là vui, và nhắn tin cho Vân là nói là cảm ơn Vân đã cứu cứu cháu. Thật sự ra Vân không có phải cứu cháu đâu, chị là cái người cứu cháu đó, chị là cái người người mẹ vĩ đại đó, chị là người cứu con chị đó. Vì chị đủ duyên với Vân cho nên là Vân không phải, Vân không có cứu đâu. Có thể là đủ duyên với Phật pháp ơn trên cho nên Phật pháp mượn miệng Vân nói hay sao đó Vân không biết, nhưng mà thật thật sự ra đó, người mẹ nào mà không, chị nói là bé bị cái này là 6 năm hay gì đó, 6 năm đại khái là khá là lâu rồi,
và gia đình rất là đau khổ luôn, không biết phải làm như thế nào. Thì chỉ trong vòng có chưa đầy 1 tháng nữa là bé bé hầu như là hoàn toàn hồi phục mấy chị. Vân Vân nói thiệt luôn á, Vân rất là vui, rất 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 là vui luôn khi nghe những cái này mấy chị. Đây là những cái mà là cái động lực cho Vân tiếp tục Vân làm, tiếp tục Vân chia sẻ. Chứ thật sự Vân cũng khá là bận chứ không phải là rảnh. Cho nên đây là những câu chuyện có thật. Và chị ở Canada, Toronto, Canada mấy chị. Bây giờ cũng hết giờ rồi, quá giờ rồi. Thì Vân hy vọng là những cái gì mà Vân đã làm qua, Vân chia sẻ đã có kết quả rồi, Vân chia sẻ lại thì anh chị em mình làm đi nha. Tại vì mình nghe rất là nhiều rồi. Nhưng mà mình nghe rồi mình bỏ qua một bên thì chắc chắn mình sẽ không có kết quả đâu. Chỉ có hành động mới tạo ra kết quả thôi. Còn nghe pháp nhiều không có kết quả, không có kết quả mấy chị nha. Có một số anh chị nhắn cho Vân là Vân ơi, tất cả các bài pháp của Vân chia sẻ mình đều nghe hết, mình đều biết hết. Nhưng mà tại sao mình vẫn khổ? Mình hành trì tại sao mình vẫn khổ? Thật ra mấy anh chị biết là một chuyện, mấy anh chị hành là một chuyện. Biết, nghe, hiểu, không hành chắc chắn sẽ không có kết quả. Và Vân khuyên nếu như mà biết, nghe, hiểu, hành nhưng vẫn khổ thì thì anh chị nghe lại nha. Có nhiều bài pháp mình phải nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại để cho mình thấm nhuần vô cái đầu của mình, thấm nhuần hiểu rõ lời nói, lời kinh, lời pháp thì mình hành mới có chất lượng, mình hành mới có kết quả. Có nhiều lúc người ta nói như vậy đó, cái nghe và chớp và sáng cái đi hành, hành mà hành cái kiểu khác, hành cái kiểu nó không có đúng, không đúng chánh pháp thì mình cũng không có ra kết quả nha. Cho nên đơn giản lắm, rất là đơn giản những gì Vân đã làm rồi. Vân chia sẻ hết trơn hết trọi rồi đó. Thì bây giờ chỉ có mấy anh chị làm sao để hành thôi nha. Hành thôi thì có kết quả rồi. Chứ đừng có mà cái gì cũng nghe hết, bài pháp thầy nào cũng nghe hết, thầy nào cũng biết, thầy nào cũng nghe hết nhưng mà vẫn không an lạc, vẫn rất là phiền não, vẫn còn khổ. Có nghĩa là something not right, cái gì đó không có đúng, cái gì đó không có đúng trong đó đó. Mấy anh chị cần phải nhìn lại nha. Ok rồi, vậy nha. Vâng, chúc các anh chị càng ngày càng tinh tấn hơn, đặc biệt là phóng sanh nhiều hơn, niệm Phật nhiều hơn, sám hối nhiều hơn. Phóng sanh, niệm Phật, sám hối nhiều đó đủ rồi, còn nhiều hơn nữa Vân không biết đâu, Vân làm có nhiều đó thôi đó. Thì nguyện đem công đức này Vân hồi hướng cho tất cả những anh chị đang nghe được bài pháp này, và hồi hướng cho tất cả những chúng sanh còn đang gặp khổ nạn trong hư không pháp giới, hồi hướng cho kẻ âm được siêu, người dương thanh thới, hồi hướng cho tất cả những anh chị em mình một đời này tu tập tinh tấn vãng sanh về thế giới cực lạc trong một đời này thôi nhé. Đừng có đi loanh quanh trong luân hồi sanh tử nữa, khổ 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 lắm, khổ lắm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Hẹn gặp mấy chị vào video kỳ sau thứ tư tuần tới nhé. Chào tạm biệt, bye bye.